tầm đạo tầm đạo có nghĩa là tìm hiểu đạo để theo đạo tôi có nghe một câu chuyện kể về một đôi vợ chồng người công giáo sau nhiều năm sống với nhau họ vợ chồng đã sống với nhau có ba mặt con ba đứa con này tương đối đã tới tuổi khôn lớn khôn và đã học hành tương đối tốt nhưng hai vợ chồng này Càng sống với nhau thì càng ngày càng xung khắc. Càng sống với nhau thì càng ngày càng không thể nói chuyện với nhau được. Và càng ngồi gần với nhau thì càng không muốn nhìn mặt nhau nữa. Đến nỗi người vợ phải đi xa người chồng 5 năm, năm. Năm thứ năm bà đã suy nghĩ rất kỹ về cuộc đời của bà, về cuộc hôn nhân của bà với người chồng của bà về việc vợ chồng bà đã ra nước trước mặt Chúa để thờ hứa với Chúa chọn đời yêu thương nhau và họ nhớ lại lời Chúa sự gì Thiên Chúa đã liên kết con người không được phép phân ly lời nói của Chúa đó đã đánh động tâm hồn của bà và rồi bà gặp một cuộc tĩnh tâm do một vị linh mục tổ chức cho giáo đoàn của mình tổ chức cho giáo dân của mình trong tuần tĩnh tâm để mừng lễ Giáng Sinh bà đã tham dự tuần tĩnh tâm đó và vị linh mục khi thuyết giảng đã đánh động tâm hồn của bà một câu nói đã nói rằng được lời lãi cả vài thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì Bà đã suy nghĩ lời nói đó. Bà bà quyết định quay trở về khi cuộc tĩnh tâm này chấm dứt. Đúng như sự suy nghĩ của bà, đúng như lời cầu nguyện của bà, bà đã trở về sau một tuần bà tham dự tuần tĩnh tâm mùa vọng để đón mừng Chúa Giêsu giáng sinh. Bà đã trở về và ngồi bên chồng bà. Cử chỉ đó đã làm cho ông rất ngạc nhiên. Bởi vì đã sau 5 năm không bao giờ bà điện thoại hỏi thăm ông một câu hay không bao giờ ông điện thoại để hỏi thăm bà một câu. Hai người cảm như cảm thấy như xa nhau, cảm thấy như mất nhau rồi. Họ vẫn còn yêu thương nhau thật sự ở trong tâm hồn của họ. Nhưng họ cảm thấy hai người thực sự đã xa lìa sau bởi vì hễ gần nhau là xung khắc hễ gần nhau là tranh luận, hễ gần nhau là cãi nhau. Nhưng ngày hôm nay bà đã quyết định trở về và bà đã quyết định sẽ im lặng. Và dù chồng mình có nói sai, bà cũng không không cãi và bà chỉ tỏ ra rất thông cảm với chồng. Và đúng như thế, khi bà trở về ngồi bên cạnh chồng bà, dù rằng chồng bà cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng việc đó bà đã chuẩn bị từ trước, bà cảm thấy vững mạnh và tiếp tục cầu nguyện âm thầm, xin Chúa, xin Mẹ Maria và xin thánh cả Giuse giúp bà để bà có vượt để bà có thể vượt thắng được cuộc đời của bà và nhờ thế bà bà sẽ trở về với chồng và sống với chồng những năm tháng còn lại của cuộc đời của mình và hứa sẽ yêu thương chồng dù chồng có như thế nào chăng nữa, bà vẫn một mực yêu thương chồng. Hai người đã tâm sự với nhau từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Rồi hai vợ chồng tiếp tục nằm trên giường với nhau và tiếp tục nói chuyện với nhau cho tới sáng. Họ đã hoàn toàn hiểu nhau, họ đã hoàn toàn hiểu những sai trái của nhau và họ cùng thông cảm với những sự sai trái của người phối ngẫu của họ chồng thông cảm với vợ vợ cũng thông cảm với chồng và như thế họ đã trở nên một cặp vợ chồng mới toanh như lúc ban đầu khi họ mới yêu nhau rồi họ cương quyết họ hứa với nhau sẽ sống với nhau trọn đời dù có như thế nào đi nữa họ cũng không bao giờ làm mất lòng nhau để rồi gây ra một cuộc chiến nghĩa là gây ra một sự xa lìa mà không ai muốn cái cuộc xa lìa đó có thể xảy ra Khi chúng ta nhìn vào mẫu hương đó nhiều người khi tìm hiểu đạo họ đã không tìm hiểu ở đâu xa họ nhìn vào những gương đó của những người công giáo, để rồi họ suy nghĩ về cuộc đời của họ và họ hiểu rằng tại sao người công giáo lại tốt như vậy. Nếu mình là một người không có tín ngưỡng, khi vợ chồng cãi nhau, khi vợ chồng có những gì trục trặc với nhau, cương quyết họ ra tòa để xin ly dị và họ chỉ cần viết vào giấy ly hôn, ra tòa thế là xong. Rồi tòa phán quyết hai vợ chồng ký vào đơn thế là xong nhưng người Công giáo thì không làm thế, bởi vì người Công giáo là người đã chịu bí tích hôn phối theo bí tích mà Đức Kitô đã thiết lập ở dưới trần gian này, cho nên họ hoàn toàn giữ bí tích hôn phối, dù vợ chồng có như thế nào chăng nữa, họ cũng cương quyết sống với nhau trọn đời và càng yêu nhau họ càng cảm thấy thắm thiết. Chính vì vậy, nhiều người khi nhìn vào những người công giáo qua nhiều mẫu gương họ tầm đạo, nghĩa là họ tìm hiểu đạo nhiều nơi, nhiều chốn, nhiều tôn giáo này, từ tôn giáo này tới tôn giáo khác, họ đã gặp được tình yêu của chính Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, như lời định nghĩa của Thánh Gioan khi ngài viết Tin mừng thứ tư, ngài đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu vì tình yêu thiên chúa đã nhập thể trong cung lòng đức giêsu kitô trời tôn lòng của đức trinh nữ maria bởi phép chúa thánh thần và nhờ nhập thể vào cung lòng đức đức giêsu kitô trong cung lòng đức giêsu kitô cho nên trinh nữ đã đản sinh đức giêsu kitô nơi hang đá máng cỏ nghèo hèn và nhờ sinh ra nơi hang đá máng cỏ nghèo hèn như vậy Đức giê kỳ Kitô đã lớn lên trong ơn nghĩa của Thiên Chúa Cha và ngài đã chấp nhận ý của Thiên Chúa Cha khi 33 tuổi ngài đã cùng với các môn đệ đi rao giảng tin mừng và rồi ngài đã bị các thủ lãnh của người Do Thái các luật sĩ và việt phái đã căm ghét ngài đã ghen tị với ngài cho nên họ đã kết án ngài họ cuối cùng họ đã vu khống ngài ngài đã chịu một bức án tử hình. Dù Ngài không có một tội gì chăng nữa, Ngài đã chấp nhận để gánh tội cho trần gian này. Vậy, tất cả những người tầm đạo, nghĩa là những người tìm hiểu đạo để theo đạo, hãy noi gương bắt chước Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào gương đức Giêsu Kitô để rồi khi chúng ta theo đạo, chúng ta sẽ nhận ra rằng Đức Giêsu Kitô quả là đấng công chính vì Ngài đã nói ta là đường là sự thật và là sự sống đường ở đây có nghĩa là đạo vậy thì tầm đạo có nghĩa là tìm một cái đạo cho xứng hợp với công lao của mình đã tìm hiểu từ lâu và khi tầm được cái đạo đó nghĩa là tìm được cái đạo đó thì cái người theo đạo đã tìm được một cái đạo mà mình cảm thấy ưng ý nhất, mình cảm thấy hợp nhất và cái đạo đó không có không có gì khác, đó là đạo tình thương do chính Đức Giêsu Kitô thiết lập ở trần gian này. Amen.